Chào mừng các bạn quay trở lại với phần tiếp theo của Fashionista, nhân vật thời trang. Trong chương trình đặc biệt nói về áo dài ngày hôm nay, nhân vật ấy là một nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trong nước và quốc tế. Và bây giờ, nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Cái tên Sĩ Hoàng đã quá quen thuộc với những người yêu áo dài Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng trong nước, nhà thiết kế còn khiến áo dài bước lên vị trí mới trong làng thời trang quốc tế, trở thành cảm hứng thời trang cho những nhà thiết kế danh tiếng. Hơn 20 năm qua, phải nói rằng là hàng ngàn cái mẫu thiết kế, và tôi nghĩ tất cả chúng đều là những đứa con của mình. Và bạn biết rồi đó, con thì không thể nào mà đứa thương đứa ghét được. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng là những đứa con mà sắp tới của tôi thì sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn. Bởi lẽ là tôi sẽ có được nhiều cái kinh nghiệm hơn sau mỗi lần sanh đẻ. Cho năm nay tôi chuẩn bị một cái bộ sưu tập. Tôi nghĩ rằng là nó là một cái sự dung hòa trong một cái bối cảnh mà dường như mọi cái sự căng thẳng của một cái nền khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, của ô nhiễm môi trường, của những cái báo động mà về sự an toàn của hành tinh xanh. Cho nên tôi muốn trở về một cái điều gì đó nó giản dị, nó thiên nhiên. Chính vì thế bộ sưu tập Hoa Lan là cái bộ sưu tập sẽ được giới thiệu trong năm nay. Đối với tôi thì áo dài luôn luôn là dành cho thế hệ trẻ. Bởi vì sao? Tất cả những gì thuộc về quá khứ thì đã xong cái nhiệm vụ của mình và mang một cái giá trị truyền thống. Nhưng mà cái giá trị truyền thống đó nó có được tiếp tục phát triển, vẫn tiếp tục duy trì hay không là nhờ vào thế hệ trẻ. Vì vậy nên biết bao nhiêu năm qua thì bao giờ những cái cảm xúc của tôi khi ra một bộ sưu tập mới thì cũng nghĩ tới là người trẻ sẽ mặc, bởi vì họ trẻ là họ đẹp và họ mặc những bộ áo dài đẹp thì cái điều đó nó cộng hưởng với nhau. Tuy nhiên có một vấn đề là giới trẻ họ lại có được một cái điều kiện để mà tiếp nhận tất cả những cái giá trị mới, những cái luồng văn hóa mới, những cái tư tưởng mới. Và bây giờ nó không chỉ giới hạn ở trong nước nữa, mà nó là ở cả một cái thế giới phẳng. Và họ có nhiều cái quyền để chọn lựa. Và chúng ta không thể nói rằng là tại sao không chọn cái này mà chọn cái kia. Và vấn đề đặt ra của những người làm về thiết kế như tôi đây là vẫn phải tạo tiếp tục cái sự hấp dẫn để cho họ có thể dễ dàng quyết định chọn cái ý tưởng, cái thiết kế của mình đưa ra. Vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết ra sau đây khi mà dường như cái dung hòa giữa truyền thống và cái mới là một cái bài toán rất là khó. Thế thì tôi đã tạm tìm ra một cái con đường là vẫn giữ được cái cốt cách, cái duyên, cái thần thái của cái áo dài mà đã được đi vào nhạc, vào thơ, vào họa để mà có thể được hình dung như là gió, như là mây, như là hoa, như là cánh bướm. Đó là đôi táo. Và những phần còn lại thì tôi đã dung nạp những cái nền văn hóa khác mà giới trẻ đang tiếp cận. Ví dụ như nền văn hóa của Mỹ, của Âu Châu, rồi của những nước châu Á khác. Và như vậy thì nói một cách nào đó là quốc tế hóa cái áo dài. Và điều này khi mà làm được thì không phải chỉ là những bạn trẻ ở Việt Nam dễ dàng đón nhận, mà ngay cả những bạn trẻ ở các nước khác họ cũng thấy cái áo dài sao mà gần gũi. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cái tư tưởng này thì áo dài sẽ có được nhiều cái cơ hội để mà đi vào với số đông và đi vào giới trẻ. Nhân vật thời trang tuần này, Sĩ Hoàng với hình ảnh áo dài Việt đã đem lại cho chúng ta những cảm xúc đáng nhớ.
Phần tiếp theo, như thường lệ sẽ là phần cập nhật thông tin sự kiện thời trang mới nhất. Nhớ là đừng đi đâu cả nhé, có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn.